ngày 17 tháng 8 trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị khẳng định thông tin trên báo chí nước ngoài về việc cơ quan thực thi pháp luật trên biển của Malaysia truy đuổi tàu cá Việt Nam và làm một ngư dân Việt Nam thiệt mạng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chỉ rõ phía Malaysia cần phải xử lý nghiêm nhân viên công vụ làm ngư dân Việt Nam thiệt mạng. Theo thông tin ban đầu từ phía Malaysia, ngày 16 tháng 8 tại vùng biển ngoài khơi bang Kelantan, Malaysia đã xảy ra một vụ va chạm giữa cơ quan thực thi pháp luật trên biển của Malaysia và hai tàu cá Việt Nam, làm một ngư dân Việt Nam thiệt mạng. Hai tàu cá cùng với các ngư dân còn lại đang bị phía Malaysia tạm giữ với cáo buộc bắt cá trái phép trong vùng biển của Malaysia. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đã giao thiệp với Đại sứ quán Malaysia tại Hà Nội bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ việc nghiêm trọng này, yêu cầu phía Malaysia xác minh và điều tra làm rõ vụ việc trên, xử lý nghiêm nhân viên công vụ làm ngư dân Việt Nam thiệt mạng, đối xử nhân đạo với ngư dân và các tàu cá Việt Nam.